Trong suốt hai thập kỷ qua, ngành tôm đóng vai trò quan trọng trong xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Hiện tôm Việt Nam xuất khẩu đến khoảng 100 quốc gia và vùng lãnh thổ với 5 thị trường chính là châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc. Việt Nam đã trở thành nước cung cấp tôm đứng thứ hai thế giới với giá trị xuất khẩu chiếm 13-14% tổng giá trị xuất khẩu tôm của toàn thế giới. Các vùng nuôi chính tập trung ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có 5 tỉnh có diện tích nuôi tôm lớn nhất là Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bến Tre và Kiên Giang. Trước những tiềm năng rất lớn, việc ngành tôm tìm hướng phát triển bền vững là việc làm hết sức cần thiết. Xác định được giá trị kinh tế mang lại từ con tôm, đầu năm 2018, Chính phủ đã ban hành Kế hoạch Hành động Quốc gia phát triển ngành tôm Việt Nam đến năm 2025, với mục tiêu trọng tâm là phát triển ngành tôm Việt Nam trở thành ngành công nghiệp sản xuất lớn, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao chất lượng, giá trị, hiệu quả sản xuất và sức cạnh tranh của sản phẩm tôm Việt Nam, mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế đất nước, phát huy tiềm năng về điều kiện tự nhiên, các lợi thế về thị trường, công nghệ chế biến và kinh nghiệm của người dân để phát triển hiệu quả, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời phát triển ngành tôm theo quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao và các thành tựu khoa học kỹ thuật mang tính đột phá, thân thiện môi trường, phù hợp với đặc điểm sinh thái từng vùng để tăng năng suất, tạo ra khối lượng sản phẩm lớn có chất lượng cao. Cà Mau có 84 cửa sông thông ra biển, là một trong 4 ngư trường trọng điểm của cả nước. Diện tích nuôi trồng thủy sản của Cà Mau hàng năm trên 300.000 ha, trong đó tôm nuôi chiếm trên 280.000 ha với sản lượng hàng năm khoảng 210.000 tấn. Nuôi tôm là thế mạnh của tỉnh để phát triển kinh tế thủy sản theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Theo kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp, con tôm được định hướng phát triển thành sản phẩm chủ lực quốc gia. Đây cũng sẽ là ngành hàng mang lại giá trị kinh tế cao cho tỉnh. Tỉnh đã áp dụng công nghệ cao vào các quy trình nuôi trồng thủy sản, trong đó có tôm. Một số mô hình nổi bật như nuôi tôm thẻ chân trắng với quy trình Bioflock, Semi-Bioflock cho ao nuôi trải bạt, quy trình công nghệ nuôi tôm 2 giai đoạn, 3 giai đoạn, quy trình nuôi tôm tuần hoàn nước khép kín, ứng dụng công nghệ trong bảo quản sau thu hoạch cho các tàu khai thác thủy sản xa bờ. Để có một cái sản phẩm chất lượng hữu cơ thật sự trên cái sản phẩm thì cái nơi mà hợp tác xã chúng tôi phải xây dựng cái vùng nguyên liệu nuôi trồng kết hợp với hộ nông dân đưa ra những cái tiêu chí và nuôi trồng tự nhiên ở cái vùng rừng ngập mặn Nam Căn là 50% diện tích là rừng phòng hộ bảo vệ môi trường và 50% diện tích còn lại là nuôi chăn thả tự nhiên và không cho ăn gì cả. Tuy nuôi trồng tự nhiên như vậy nhưng mà để cái chất lượng nó đạt được thì cái cách thu hoạch và cái cách chế biến cần phải đảm bảo những cái tiêu chí, phải dùng nguyên liệu tươi sống, kiểm soát được vi sinh, kiểm soát được những cái tác động của môi trường đưa lại thì cái chất lượng sản phẩm mình mới đến tay người tiêu dùng gọi là ổn định nhất. Giai đoạn 2021-2025, ngành thủy sản sẽ tập trung đẩy mạnh nhân rộng ngành công nghiệp tôm công nghệ cao tại các vùng sản xuất trọng điểm. Vùng nuôi tôm hữu cơ được áp dụng công nghệ để nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm dựa trên các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, hệ thống cơ sở hạ tầng, dịch vụ kỹ thuật được đầu tư đồng bộ. Ngoài diện tích, năng suất, sản lượng được tính toán khá kỹ, sát với tình hình thực tế, ngành nuôi tôm nước ta đã và đang quan tâm chú trọng nâng cao chất lượng, giá trị con tôm, trong đó nâng tầm giá trị con tôm Việt đến thị trường quốc tế. Và để làm được điều này, ngành thủy sản khuyến cáo người nuôi tôm hướng đến sản xuất tôm sạch, tuyệt đối không sử dụng chất cấm, lạm dụng thuốc, hóa chất trong nuôi tôm, duy trì chất lượng sản phẩm, thực hiện sản xuất sạch, an toàn, đảm bảo chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, cần thúc đẩy sản xuất sản phẩm giá trị gia tăng, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật cao trong sản xuất, giảm rủi ro nhằm giảm giá thành đầu vào, tăng giá trị đầu ra, tăng cường đào tạo, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, đẩy mạnh liên kết. Tôi nghĩ là cần có một sự đổi mới, chưa nói là sự thay đổi, nhưng mà sự đổi mới rất là lớn của ngành thủy sản, đi theo các hướng. Hướng thứ nhất là làm sao mà tăng cái cung ứng nguyên liệu cho chế biến. Thứ hai là chế biến sâu. Thì chúng ta đã quen với việc làm những mặt hàng giá rẻ, chế biến thô. Nhưng mà những cái công nghệ chế biến sâu ấy là chúng ta đang thiếu. Và ngành thủy sản cần có cái việc đầu tư rất mạnh vào chế biến sâu, tạo ra những mặt hàng mới có hàm lượng giá trị tăng cao thì chúng ta mới có được cái lợi nhuận cao.
Và thứ ba nữa là cần có cái sự phát triển của các chuỗi liên kết của ngành hàng. Vậy cái chuỗi liên kết ngành hàng nó yêu cầu là các hiệp hội ngành hàng trong ngành thủy sản phải phối hợp với nhau. Thí dụ như là hiệp hội cá tra chẳng hạn, hiệp hội cá ngừ, hiệp hội VASEP, hiệp hội nuôi biển Việt Nam và những cái ngành hiệp hội ngành hàng địa phương ấy, là có liên kết lại với nhau. Với một sự điều tiết chung, cái sự liên kết với giới khoa học ấy, thì ngành thủy sản là yếu. Chưa có sự liên kết thật chặt chẽ giữa giới nghiên cứu khoa học với các doanh nghiệp chế biến và doanh nghiệp sản xuất. Do vậy, muốn ngành tôm phát triển bền vững, trước tiên phải thay đổi tư duy, nhận thức của người dân. Chỉ khi người dân đồng tình, ủng hộ và phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và nhà khoa học, ngành nuôi tôm mới phát triển bền vững và gắn với việc bảo vệ môi trường. Ngoài ra, các địa phương cần nghiên cứu thành lập hiệp hội ngành hàng tôm với sự tham gia của 4 nhà, nhà nông, nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp để có thể hỗ trợ, chia sẻ khó khăn, cùng nhau phát triển.